lên dưới đây và tôi sẽ quay cho các bạn xem nhá. Và tôi sẽ hại cho các bạn nhá. Bạn nào thích trồng hạt hoa mai á, thích chơi cây mai á, đây, đây mà coi đây, hạt nó rất nhiều luôn. Đó, thấy chưa? Đó, tôi trong nhà có mấy cây to nhá, vẫn đây. Đó, thấy chưa? Bạn thấy chưa? Hạt rất nhiều luôn. Để bên này chưa hạt luôn các bạn. Tôi phải chưa hái. Đây, bạn nào có tự ương thì mình sẽ là nha, sẽ tặng nha, sẽ tặng cho các bạn nha. Các bạn cứ để bình luận và để số điện thoại thì tôi sẽ hại tặng hoa mai, thì tôi sẽ làm cho các bạn nhé. Đây là thằng Lan nhé các bạn nhé, thằng Lan đây, đây. Đó, có thể rõ không này, không biết bạn có thể rõ không, bởi vì là hơi hơi tối thì ngày đi là mưa phun nhá. Và tôi trồng trên cây sưa nhá các bạn ơi. Đây cây sưa.